tại Vũ đang đứng ở quan Vũ xin chào các anh chị và các bạn. Hiện tại Vũ đang đứng ở trên đường Phạm Hữu Lầu ở thành phố Cà Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay mình muốn mời các anh chị và các bạn đi tham quan một khu di tích rất là nổi tiếng ở Đồng Tháp. Đó là cái khu di tích. Đây các anh chị và các bạn, đây là cái lối vào khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Mới tối nha. Đó. Ở số 137 Phạm Hữu Lầu. Đó. Cho mình đi vào các cô chú anh chị và các bạn. Nó cặp mỗi cổng chùa, chùa rất là to. Đó. Ở đây là có một anh bạn đi quay phim. Rồi mình đi vào nha. Cổng khu di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc. Cái bảng nó bị khuất xe ấy nên là nó mới. Rồi mình đi vào các bạn, các anh chị. Rồi. Đó, có mấy cái cô học trò mặc áo dài đi ra. Rất đẹp. Cây cối ở đây rất là nhiều. Mấy cái tà áo dài trắng rất là dễ thương. Đi nha. Cây rất là nhiều. Đây vô giống như có những cái tiểu cảnh ở trong đây nè, nó có cái cầu, cái này của đoàn viên thanh niên làm sao đó, khu ẩm thực. Làng mô phỏng cái làng An Lạc ngày xưa, cái làng Hòa An á đó. Đây qua cầu. Ngày xưa là ngay cụ phó bản sống ở cái đây làng Hòa An. Xin lỗi các anh chị, mình cứ lộn. Đây, mình sẽ review ở đây. Đó, những cái nhà rất là đơn sơ ngày xưa trong cái khu làng Hòa An. Bên cạnh một cái dòng kênh. À, đây là cái gió để bắt cá. Trong đây nó có một cái cây rơm nữa nè. Có một cái gió. Ở đây là cái hướng chính mình đi vào khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mình đi với các anh chị của bạn. Những hình ảnh về trưng bày đây nè. À, khu quản lý quảng cáo du lịch Đồng Tháp, Xẻo Quýt, Gò Tháp. Đó, còn có du lịch Đồng Tháp là Happy Travel Line, dịch vụ du lịch Ngọc Quỳnh. Đó. Cây cối xung quanh rất là nhiều. Khu này nó rộng lắm, mình cố gắng mà đi nhanh để mình quay được nhiều cảnh cho các bạn. À, có sen vua này, à, có đây đó. Đó, lá sen to.
đây đó, người ta hướng dẫn các bạn đi nè, nếu đi đó đi ra cổng. Còn một cái hướng mấy bên tay phải là mình đi vô nhà sàn nè, đền thờ nè, khu lăng mộ, khu trưng bày cũ. Đây, mình đi theo hướng này, theo các bạn chỉ dẫn. Cây rất là nhiều, hai bụi trúc là to. Bây giờ là 11 giờ rồi, nắng này. Có rất là nhiều học sinh tới đây tham quan. Hướng này nó hơi tối, mình đi qua hướng kia. Đây là ngôi nhà sàn, mô phỏng cái nhà sàn. Ngày xưa vào buổi trưa thì bác thường nghỉ lưng ở chiếc ghế mây dày và chiếc bàn nhỏ trên góc cầu thang có đặt ba máy điện thoại, một màu xanh và hai màu đen, để bác thường xuyên nhận được tin tức từ các đơn vị đang chiến đấu cũng như là kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Cảm ơn thì có chiếc mũ bác thường gọi để cho bạn giờ ta lấy được. Hay như là cũng cần từ ngày thi và tiền qua nhà xe thì bác cũng bảo là không có này để cho các thí sinh cũng chơi và bác mới số điện thoại này sai rồi. Dẫn này. Con ở tầng trên của thì có hai con, cái là một hũ cho mình một việc cho bữa đó của bác. Rồi chúng ta nhìn ra phía sau nhà, thấy có trồng cây vú sữa. Đó là món quà của đồng bào Việt Nam được các chú và đại đoàn kết ra Bắc năm 1920 đưa tặng cho bác. Xin mời đồng chúng ta sẽ ra phía trước nhà, nhìn thấy phía trước nhà thì có một đồng hát này là ông Nguyễn và Ao Nguyễn. Chúng ta sẽ để lại giày dép ở bên dưới cổng. Để dép lại lên lầu, để dép lại. Đi đi đi. Đi đi đi. Đi đi. Không có chuyện. Chúng ta sẽ để bên dưới ha, các em để chỗ nào dễ chút xíu thôi mình xuống mình lấy nha. Ở bên ngoài này chỗ à, các em các cháu đi lên tham quan cái nhà sàn. Để cho các cháu lên đi, các cháu học sinh lên xong mình sẽ đi lên. Dạ, cái phòng ngủ hả? Phòng ngủ, phòng làm việc. Ngủ. Cái tay cầm chống rung kìa. Đây quạt máy, đứng đây quay không có được. Thôi kệ. Coi những này làm tí xíu thôi. Tay cầm chống rung. Cái phòng làm việc. Để có sách. Phía trước cái nhà sàn có một cái hồ sen rất là đẹp. Ở đây có những cái đèn lồng treo trên cây phượng, phượng rất là to. Cảnh xung quanh. Đấy, đó ở trước mặt các anh chị và các bạn đó là cái khu lăng mộ Nguyễn Sinh Sắc đó. Mình sẽ đi vào cái khu vực đó nha. Đó, phía trước là cái khu lăng mộ Nguyễn Sinh Sắc. Và ở đây có một cái chiếc cầu để bắt qua cái hồ sen đi qua nè, rất là đẹp. Cái cô mặc áo dài đó là hướng dẫn viên nên cho học sinh nó tham quan. Thôi cái này đẹp quá nữa ha. Đây mình đi vào cái lăng mộ. Cờ treo. Đây.
trời hơi tối. Lăng mộ của phó bả hơi tối. Mình tiếp tục đi vào. Lăng mộ